Thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là chỉ nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được này cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000, mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì ngày hôm nay thì trong nhóm anh em mình có mua bông với lại mua một con gà với lại giấy quần áo với lại giấy tiền vàng bạc với bánh trái. Tại hồi sáng thì khi mà anh em mình nó nghe được một cái cô hàng xóm chia sẻ rằng là bé Tiền nó xuất hiện đây, thì sáng khi mà anh em mình vào đây gặp bé Tiền thì có những cái biểu hiện vậy á, thì có rất là nhiều ông bà và cũng như là khán giả điện thoại cho nhóm anh em nói là anh em mua đồ đến đây khu vực này để mà xin cho em đó. Thì bây giờ hiện tại bé Tiền nó đi đâu không kiếm gặp nữa quý vị ơi, nên thành ra bây giờ quý vị khán giả chỉ cho anh em mình. Vậy nè, hồi sáng thì bé Tiền ngồi chỗ nào thì mình cúng chỗ đó, đúng rồi. Với lại mấy cô nói là đến đó là mình xin cho con bé thôi, chứ bây giờ tình trạng nó gì kéo dài hoài không được. Đúng rồi, được. Lại chỗ mà sáng nó là chỗ ngôi nhà vậy đó. Rồi đúng rồi, đi giờ anh em mình đi qua đó đi. Rồi đi. Nhớ chỗ không vậy? À, bên đây nè. Thì nói chung ra là giờ này anh em mình đi cũng là 12 giờ hả anh em? Đúng rồi, giờ lưng đó. Là anh em mình ra đây để cúng, để xin, để tìm gặp bé đem về cho bà ngoại. Nhưng mà không biết là chạy đâu có tiền nữa, không biết nè. Thì giờ thôi mình cúng trước đi, mình tìm sao. Kìa bến đâu, bến kia kìa, nó rồi kìa. Kìa bến kia kìa. Thì bây giờ mình cứ ái trước đi rồi mình kiếm sao. Nè, với tiền vàng bạc sáng nè, nó phải tùm lum tà le hết trơn. Ta cúng trước mặt á. Thì anh em có mua một bộ đồ nè. Với lại mua hộp sữa nữa. Rồi. Bên bé này hả? Ừ. Thì có nhiều cô chú nữa chỉ anh em mình, nên là giờ đi ra đây bị đổ thì mình xin coi sao. Anh em quay coi để rồi gặp mình. Thì hồi sáng thì anh em mình cũng có đi đến đây, thì như là ở đằng sau kia là bé Tiền ngồi đằng sau với cô chú, với tiền vàng bạc còn nè, để anh em mình cúng để coi hồi sáng chạy đâu. Cũng em ấy cô chú trên cộng mạng dạy anh em mình sao đó, em làm gì nữa nè. Với lại là mấy cô nói là khi mà mình thấy bé Tiền vậy á thì mình vẫn kêu tên. Đúng rồi. Và mình niệm Phật.
Ủa là nãy có cầm theo cho nước không? Có, đổ người đó. Rồi cái con gà đó anh nghĩ là em bỏ trên đi nè. Ừ. Đây nè, cái này nè. Đừng bỏ dưới bụi á. Lột lột bọc ra luôn em. Đập xuống dễ vậy ha. Ừ đúng rồi. Em cứ bỏ ra đi, ngồi nó mình dọn ra. Để cho nằm trên đi, cho nằm trên. Ừ, đúng rồi. Còn bánh để nó quanh kia ha. Rồi, quanh kia đi. Anh em có học quẹt không? Anh em mình đừng nói chuyện để cho Nam nó đốt nhang đi. Mình di chuyển qua bên kia. Chỗ nãy bé ngồi đó. Nãy phải cầm thêm miếng giấy báo à. Mình đổ ra luôn ha. Ông bà cô chú chỉ mình, anh em mình thì bây giờ mình cũng tính đây sinh xong thì mong bây là giờ... rồi em nói đi, em nói đi. Ý là mong là bé Tiền nó giống như những gì cô chú chỉ. Ừ. Mong là tìm được gặp bé Tiền, bây giờ nó bỏ đi đâu không biết đường đâu tìm. Bây giờ trong cái lúc mà anh em mình đang đốt nhang vậy thôi, bây giờ mình đi vòng vòng tìm nó đi. À, đi thì bây giờ anh em mình đi kiếm đi anh em ơi. Đi bây giờ đây biết đâu giờ. Đâu, cái nào? Thẳng bảnh luôn. Đây hả, à, thẳng bảnh hả? Hai cái mậu bảnh đó, đó, cái bảnh luôn. Đó, nó có ngoài sau cái lưu xương cái mậu à. Đây hả? Đâu, đó nó che rồi. Nè, quá nè. Bích đường rồi. Nên coi nó có ngoài nha. Ừ. Sáng nó ngoài đó. Tiếng cho kỹ nha nè. Qua đây coi. Chưa ra thức rồi. Đây không? Có không?
Có không, có không? Chị muốn làm hết hồn. Thấy rồi em ơi. Giờ mình kiếm muốn gần hết rồi không? Đúng rồi. Ê, xích rồi, xích kia nè. Nè nè, đi nè nè. Cho mau. Hy vọng là sẽ gặp bé. Giờ anh em đợi đẳng xin thêm lần nữa coi sao ha. Chứ giờ là nãy giờ không có thấy bé rồi. Hôm nay mình lợi giá thêm lần nữa coi như thế nào. Đâu bữa nào quên à, quên rồi em ơi, quên à, quên đường quanh kia đi 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 biết rồi, đây nè, bên đây nè. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ em đợi em đút qua, đút nhang lần nữa đi. Đấy nè, hồi nãy em xin rồi. Giờ tới anh Quy với anh Bin xin đi. Anh em mình người xin tiếng đi. Đi về trước đi. Có à, thuốc không à, đi cho anh xin lý bình gió nè, ngồi thuốc cũng không có thuốc. Cái quẹt nãy Nam đâu nè, em còn để cho đó. Rồi anh Bin đi. Đây đây nè, anh đi qua đây cầm máy, hai máy em. Cái máy này mình đi kiếm bé nó không gặp. Bây giờ anh em mình mỗi người thắp nhang lần để kiếm con gặp bé để đưa về cho bà ngoại với mẹ với em gái. Trời ơi. Những cái chỗ này lỗ ta cố mình. Rồi. Ê, 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 anh em. Ôi, chạy kìa. Chạy kìa. Ôi, sao nó lấy gà cả.
lẹ ra thôi, mất dấu lẹ lên, mất dấu. Chắc là chị. Chắc á, chắc chị từ sáng. Đổ lắm rồi nè. Thôi. Ủa? Sao em đi đâu sáng giờ vậy? Hả? Bé. Từ sáng giờ mình kiếm không gặp, chắc nó đói lắm. Ê, mà sao tại sao nó biết mình trốn? Anh nghĩ là hồi sáng nó ngồi chỗ đó đó. Rồi xong xuôi nó lại á, hiểu không? Chắc là có cái chỗ nó, cái nhà nó ở đó. Ừ. Nó lại đó, thấy nó hốt đó. Mà sao nó biết mình cúng mà nó lại, nó không lấy nó gần mình đó bởi gì? Bé. Bé. Bé ơi, đi về nè. Không nghe luôn. Bé. Bà ngoại với mẹ với em đợi con nhà kìa bé. Bé. Ủa hả, ai thấy đầu tiên nè? Anh Quy. Anh. Thấy không? Hả, em có linh cảm lắm mà. Hồi nãy lúc em bình thường á, em nặng lắm. Em xin không được. Ông Quy không thấp ngang á. Ba nãy mình thấp mà. Rồi mà anh chị có anh thấy à? Em nhớ không? Cái đêm đó nó ăn nguyên ngồi sống, anh không thấy nữa. Chị cứ hợp với anh. Ừ, chắc hợp với anh đó. Hợp với anh. Hợp với Quy. Ừ. Tiền. Ủa, quên. Tiền mình kêu cho nó. Bé. À, con chú nói là mình gặp nó mình niệm Phật. Ờ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Có cuộc gì cô chú á, điện thoại nói cho em á là mình kêu nó không phải nó đâu, mình kêu bây giờ mình niệm Phật đi. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. bây giờ nè, nếu bây giờ ăn xong thì cho con bé về với bà nó, với mẹ nó, với em nó nghe nha. Như vậy cái chi vậy nào thì có thả trong bé đi vậy ơi. Bé nó nhỏ, nó không biết gì đó, nói như thường thường á, nó rất là ngoan luôn. Mà giờ từ sáng giờ anh em đi kiếm nó, giờ này gặp mừng muốn chết luôn rồi, tưởng đâu gặp nó như là ấy mà, giờ đâu gặp gì gần xuống anh em sao đưa về nhà cho bà. Đúng rồi, đúng không? Trời ơi trời, nhai xương cậu luôn anh em ơi. Ê, sao mình thấy giống như kiểu giống như ông hổ ở trên miếng chứ còn gì nữa. Đúng rồi, anh nói đó. Nhai cũng đó đâu cơ không. Ê nè, mày có đấy không, mày hỏi ông hổ liếc mày liền kìa. Đúng rồi, như ông hổ vậy đó. Ê, ăn như ông hổ vậy đó, liếc anh em ơi. Trời ơi, trời nhai của kìa. Bây giờ ăn xong rồi tha cho con bé nha. Được không? Hả? Được không? Hay là dịp tiếng này chắc anh em mình phải làm mạnh đi. Tại vì vừa hổm ngay giờ anh em mình đi thì chúng chưa liên lạc. Quý vị cũng dạ. Là khi mà kêu anh em mình đã liên lạc với thầy Trung ở An Giang, nhưng mà anh em mình liên lạc không được, nên bây giờ có thể là anh em mình giờ tìm cách nào để mà đưa con bé nó đi. Ừ, chứ để gì không được đâu anh em. Đúng rồi. Là cô chú không gà, anh em đăng lên clip với cô chú nói luôn, cố gắng mà cứu con bé để đưa cho nó đi càng sớm càng tốt. Bây giờ là anh em mình chắc kêu anh tài xế đi vô
xong rồi đưa cho nó đi xuống An Giang chiến nữa đi. Ừ đúng rồi chứ. Ngon cái này bao nè. Trời ơi, trời ơi trời. Cái gì với con? Con gà luôn kìa. Thôi bây giờ anh em mình cũng hết biết rồi. Trời ơi trời gì ăn mà con. Còn cái giò lủng lẳng trời ơi. Ôi ôi nhảy xương luôn á ơi. Trời ơi anh em ơi. Anh em ơi. Nó tuyệt rồi anh em ơi. Là ý là không muốn đi gặp thầy đúng không? Hả? Chứ sao đi theo con bé này hoài? Để than bé này cho nó về. À, con bé đi. Bà ngoại đó, còn em nó. Rồi còn mẹ nó nữa để cho nó về, để cho nó đi học ngày nữa. Để kiếm tiền nuôi ông bà nữa. Trời ơi trời, nhai xương. Ê, cái điện thoại tôi bị gì? Điện thoại bị gì nè, cái gì? Trời. Đâu có cái gì đâu. Nè nè. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Cái gì vậy? Cam bình thường mà. Đó kìa. Nè. Gì? Gì anh em? Không có thấy gì đâu. Trời ơi trời trời. Cái nè, nó bay lên lên nè. Ờ. Nó nè. Cái gì vậy? Ai biết? Nó đó. Cái gì? Trời ơi. Anh em ơi. Đi anh em ơi. Đường bé về anh em ơi. Đâu? Còn không? Hết rồi, hết rồi. Đi. Bây giờ cứ gì về hoài không được đâu. Mình đưa cho con bé nó. Thì thôi à, chị nè. Bây giờ em thì đưa má anh cầm đi, rồi em mấy con bé về cho bà ngoại đi. Chứ gì yêu cầu, đừng có cho nó chạy nữa. Nó chạy một cái là chết luôn á. Được đây, đây, đây đi. Trời ơi, gì vậy? Ôi, gì? Nhìn cái đầu luôn ơi. Em ơi. Nói chung ra anh em mình đó thì giờ này cũng có khoảng 12 giờ hơn rồi mà anh em mình ở một cái nghĩa trang này của chú. Trời ơi trời nó nhai cái xương. Đấy, này. Anh em cũng đang ở chỗ cái nghĩa trang của chú. Mà giờ nó ăn gà nó nhai luôn cái xương của chú rồi. Tụi bay hỏi còn kêu ai đó. Là sao? Là sao? Đi nha, đi thầy nha. Rồi rồi nữa. Ôi, đi xem nó đi. Đi xem nó đi. Thiệt chưa, trời nắng chang chang rồi thiệt chưa. Bé nó hành mình quá trời luôn á. Trời ơi. 8 giờ 12 giờ trưa mình đi tìm nữa giờ 1 giờ cái gì. Cái gì vậy? Kêu ai ăn không gì? Chỗ cái nhà con bé hồi sáng nè, phải không anh em? Trời ơi, về anh em ơi. Em ơi, ngọt quá trời ơi, kiếm cái gì nữa kìa? Dạch kiếm gì trong gà nữa kìa? Ôi, nó ăn cái kìa. Đây này thôi. Bây giờ đưa nó đi thầy đi. Rồi đưa đi đi. Đi em à. Kiếm mà tình hình không được rồi. Đi bây giờ đi thầy nghe, nghe bé. Đi thầy ha. Bé. Thôi anh em mình coi, ba anh em mình coi đưa đi thầy đi. Ừ. Đi đi. Cứ để ngồi hoài đây lắm, thấy luôn á. Một hồi nó mình bệnh theo nó luôn đó. Đúng rồi. Nắng quá chẳng rồi. Đó, nắng rồi nè. Đi thầy nha. Ôi, nó ngồi mà nó không nắng. Nó ăn à. Cái này là nó sung rồi đâu. Đâu phải nó đâu.
cái giò gà để không có gì rồi. Cũng nặng lắm rồi cả. Trời ơi. Đi coi. Rồi còn bệnh với nó đi cái trời. Cái này xem cái giò gà nè. Sáng mình nãy mình có cúng sữa với bánh men. Vậy nè, bây giờ anh em mình đưa con bé đi gặp thầy đi. Chứ tình hình gì không ổn đâu. Thầy kêu nó tới đây mà nó nhiều quá. Trời ơi trời. Này sao mà không cho người ta kêu người ta tới? Ta tới. Hả? Sao kêu vậy? Nó đây đấu ra nè. Trời ơi. Ôi. Đấu là đấu làm sao? Thì cho ăn gà nè, cúng gà rồi thì thôi chứ tha cho người ta. Tha cho người ta về chứ bà chứ mẹ người ta chứ. Là sao tao không muốn ăn gà này nữa? Vậy ăn cái gì? Muốn ăn gà gì? Muốn ăn sống. Trời ơi. Nhưng mà gì anh em? Nhưng mà có tha cho con bé không? Như vậy tội nó lắm. Mày đi tao ăn. Mà có tha cho bé không? Ăn bé không? Mày đi. Vậy thôi chắc có thể là anh em mình chiều thôi chứ sao vậy? Với lại ông bà cô chú anh chị đang xem video clip của anh em mình á. Thì bây giờ biết cái tình trạng của con bé vậy thì mọi người hãy đóng góp ý kiến cho anh em để biết đường sự gì giúp cho con bé chứ bây giờ cứ tình trạng như vậy kéo dài hoài thì không biết làm sao luôn á. Chứ phần anh em mình cũng không hiểu về cái chuyện này nữa. Đúng rồi. Cứ gì hoài chết luôn á. Đi về bé ơi. Đi. Không có đi. Đi, đây, đi, về đi nhà. Đi vô mát ngồi về đi. Nhà. Đi vô mát ngồi đi. Đi. Ủa là nhà ở đâu? Ở đó đó hả? Ở đó đó hả? Trời ơi trời. Nè. Ở đây vô mát nè, nắng ngồi đó bệnh đó. Đi đi. Ơi mà bây giờ kêu đâu nghe đâu mà nắng bệnh. Bị khùng mày hả? Kêu có đi. Nghe đâu. Đi đi vô mát ngồi ăn đi, muốn ăn thì vô mát ngồi ăn đi. Đi bé ơi. Đi, về bé ơi. Không biết mày im đi, cho tao ăn ngon coi. Trời ơi. Đi đâu nó nổi. Trời ơi, thiệt chứ tao khổ, ghê, sợ, sợ luôn đó trời. Thiệt đó đấy, con nắng nó chết luôn. Em đi hoài, em biết rồi, muốn cảm luôn. Không chóng mặt luôn rồi đó, thiệt á. Thôi giờ chắc đi, mình đi cho nó, mình kêu nó về đi. Đi rồi. Đi. Đi em ơi. Đi.